Cháu đi đâu nhỉ? Ê, bác chào bác Dũng. Bác chào sáng nhá. Con đi chơi với em không? Vâng có. Rồi, thế xin đi đâu đấy? Cấp kêu một ba lo ấy, ba lấy cho em. Rồi, thế em đi đâu đây? Xin đi đâu đấy? Con đang ở nhà. Thế em xin đâu rồi? Con đi đâu đây? Xin đi đâu đây? Đi làm việc à? Đi làm việc làm gì? Đi khám à? Đi khám cái gì? Con chim à? Chim làm sao mà phải khám? Con thích về nhà không? Con thích đâu? Con thích về nhà không? Thích về nhà không kìa? Đi vô tố. Em tố. Em mai về nhà nhá. Rồi. Bác không đi về nhà đâu. Bây giờ về nhà chơi với chị nhá. Chị nhà ngoan nhá. Đâu.